Dạ, cậu có nhận xét gì về phong cách ở đây không ạ? Nó lạ, rất lạ. Vừa có cái đặc trưng của miền biển Nam Trung Bộ, nhưng vừa phong cách Tây, rất là lạ luôn. À, ở đây người ta gọi là phong cách Địa Trung Hải, tức là những cái khu mà khu du lịch ở Trung Á. À, nó đang cái model nó như vậy, nhưng mà nó rất Việt Nam. Cái hay của nó là phong cách Địa Trung Hải, nhưng mà rất có tính Việt Nam. Rất hay. Đây là một cái phòng VIP. Mời cả nhà tham quan một căn mẫu của SK nhà. Căn này rất đẹp. Đó là hai vợ con ngủ hả? Ngủ không tắm bự chứ. Quá sạch sẽ, đẹp đẽ. Đẳng cấp luôn. Đẳng cấp, toilet riêng. Toilet phòng tắm riêng. Đây là setup cho ta chưa cho ở nha. Setup mới nha. Một setup mới. Quá đẹp luôn. Rộng, rộng rãi. Trần rất đẹp, cái trần bằng gỗ, đèn trần. Cái gỗ đó là gỗ lót sàn cốt lên. Quá đẹp lắm. Gỗ. Như đây đỡ anh nắng hơn cũng bị. Đúng không? Cũng bị thở lên nó gió, nhưng mà cái khung này ít hành nắng nha. Cái quan trọng của em là không gian như vậy nó mới. Anh đi ngoài thì thôi, nhưng bước vào một khu đều có những không gian kiểu. Nhưng mà thấy cái hướng này là khỏi hành nắng này, hướng biển cái nào hành nắng. Tuyệt vời. Chiều thì mát, nhưng mà ngày hành nắng. Đây hơn nhiều khách sạn 5 sao mà. Mới mấy quan ở đây phải thôi. Ủa cái này không có cái hồ bơi riêng hả? Không. Phía trước có hồ bơi riêng hả? Bởi vì nó không bên biển hồ bơi gì? Không có. Cái đằng cái bờ cái phòng có hồ bơi riêng á. Đây là khu vệ sinh quá lớn rồi. Hồ bơi để tắm. Nhà vệ sinh rất đẹp. Đẳng cấp 5 sao thì chắc. Nè, không gian thư giãn mà cậu nó quay vô. Cái phòng này là chưa cho khách mới có chiều khách nào. Quá đẹp. Chiều có khách đặt đó. Này, đây dãy nữa nè. Đôi. Cái đôi giống hai bên nó đối xứng nhau, một bên một phần được, một bên hai giường. Đây hai đứa con nằm được, hai vợ chồng được ha. Rất là tiện lợi. Phòng đây phòng đôi, phòng đôi. Bản thân cái giường đôi của em, giường người ta là 1m2, của em làm giường bên cái giường bự luôn. 6 à? Coi như là 6m4. Coi như là hai người làm giường. Tức là gia đình đông đông ở bên đây thoải mái. Đây là một cái view riêng, giống như một hai phòng độc lập đó. Hai bể này. Dạ. Công ty kiến trúc Pháp, nhưng mà chi tiết thì lại tương đương vị sắm nước. Ừ. Em có ý chi tiết được nhiều lắm. Trời ơi, mấy cái này là cái đèn đầu giường cũng em, cái tranh này cũng em, mấy tức là cái này là độ lại gần như là tranh đây là tranh của Trung Phương, thấy cái tên Trung Phương này chồng anh con họ sĩ Trung Phương. mang đậm dấu ấn của gọi là kỹ sư Trần Hưng. Mang Duy Hưng. Mặc dù kiếm rất là cũng hát, nhưng mà mang dấu ấn của Trần Duy Hưng. Kỹ sư điện. Kỹ sư điện đi làm ngành cao hơn phòng vậy. Hiện nay là em đang là bốn mấy. Thời tiết được đoàn khách. Vô đây làm cái ban gì là được. Em có nhiều loại phòng. Đó là phòng gia đình đi đấy, rất là bự mà sử dụng cái phòng khách. Phòng khách rất là đẹp, rất là thoáng. Đó, sân luôn. Hoa. Tuyệt vời. Chưa thấy được cái nào đẹp như thế này. Mà nó gặp những buổi thiên nhiên, chứ còn 5 sao thì riêng này. Dạ, thì sư còn đây. Phòng khách riêng này làm nó thiên nhiên, nhẹ nhàng. Nó hòa hợp với thiên nhiên. Dạ. Nó gần gũi đẹp. Rất tuyệt vời. Ủa
xin. Con thằng lăng luôn này, xin về bụng đấy. Những cây này bao nhiêu năm? 40 năm. Dễ sợ quá, thành trung phương. Chính vậy nên bữa cái do hậu gì ông nậu nè, ông cao cái rừng làm đường. Dân nó đang quét quét quét. Ồ. À, dự án nó giờ sao anh? Cái này là gì à? Hồ bơi, cả khu spa, là khu đây, trung tâm đây là khu tâm dịch vụ á. Ốp ốp ái luôn hả? Hồ bơi luôn đó luôn hả? Ở đây coi ngó bên đây để nói thấy cái mặt bất động sản đó.